Tại vì khi mà các bạn làm việc, các bạn lập trình thì không phải làm một mình mà các bạn sẽ làm team. Như vậy thì một dự án của các bạn á có thể là một mình các bạn làm, có thể là một team ở đây, cũng có thể là team ở nhiều nước khác nhau. Cho nên là quy chuẩn luôn luôn là rất quan trọng. Và cái quy chuẩn của thầy yêu cầu các bạn làm nó không phải là hay, mà nó giả sử là yêu cầu của một product owner, một người quản lý dự án. Người ta mong muốn tất cả các thành viên mà phát triển dự án đều phải lưu như vậy thì phải làm theo. Lúc mà các bạn join vào một dự án thì các bạn không có ý kiến rằng anh lưu như vậy nó không hay, anh lưu như vậy nó không tốt. Một là chúng ta theo dự án, hai chúng ta có ý kiến thì chúng ta trên phương diện là xây dựng, à cái chỗ này lưu vậy nó không hay, lưu cách khác nó hay hơn thì phải cho ý kiến. Nếu hay thầy sẽ thay đổi, còn nếu không thì phải theo. Cho nên sau này bạn nào mà tạo ra một cái project lắp 1, lắp 2, lắp 3 mà không đúng yêu cầu, trước tiên là không chấm. Giống y chang như là bạn tham gia một cái project mà bạn làm sai theo cấu trúc thì người ta collect cái code của bạn về, người ta không có nhìn thấy được, không có mất, không có mệt lại được, nó không có tự động nó gom code được, thì không có ai mà đi sửa cho các bạn về cái đó cả. Bắt buộc, nghe kịp không? Alo, alo, nghe kịp thầy nói gì không? Làm sao nghe được? Cấu trúc của cái project của mình bắt buộc phải giống thầy, không giống không chấm, được chưa? Còn nếu mà mình làm không nhanh thì mình làm chậm, mà chậm phải giống, nhớ không giống không chấm, bắt buộc nha. Như vậy làm sao, làm cái gì giống? Thứ nhất là bạn vào một cái ổ đĩa nào đó mà nó không có tiếng Việt giúp thầy. Có nhiều bạn cái ổ C của các bạn thì các bạn đặt tên cho nó hay thì các bạn lại đặt tên tiếng Việt trong này, à tránh cái tên tiếng Việt luôn. Tạo một cái thư mục FPT Polytechnic, chắc là cái này chúng ta đã tạo ở môn IT ai 101 rồi, nếu chưa thì giờ tạo. Và bên trong này các bạn tạo giúp cho thầy một folder nữa là com 108, com 108, 108 chấm số thứ tự của các bạn. Hôm trước thầy đã công bố mã số sinh viên 3 số cuối, tên viết liền không dấu, được chưa? Mình đã có được cái folder này rồi, copy cái tên, cái đây folder của mình nó nằm ở đây. Com 108, số thứ tự, mã số sinh viên, 3 số cuối, tên. Dễ hay khó? Làm vậy dễ hay khó? Dễ, ok. Tiếp tục, chúng ta sẽ mở DeepSeek lên. Mở DeepSeek. Nếu như chúng ta làm lớp 1, các bạn chọn New, File New Project. Chọn Console, chọn C. Nhắc lại, chúng ta lập trình thuần C. Bạn nào chấm CPP có chạy cũng không chấm. Bởi vì trong cái product đó, trong cái dự án đó người ta chỉ yêu cầu C thôi, mà bạn chọn CPP. Ví dụ như là cái dự án của bạn là lập trình nhúng đi, thì cái môi trường nhúng đó nó chỉ chạy được C thôi, CPP nó không chạy được, mặc dù là giống nhau. Cho nên người ta yêu cầu C thì mình C, không khác. Đừng có nói là thầy ơi em C cộng cộng nó vẫn chạy. No. Phải quy chuẩn để cho các bạn có một cái thói quen. Mình làm cái gì mình cẩn thận cái đó, từ những cái nhỏ nhất. Rồi. Nếu như bạn mở lên mà nó chọn là C cộng thì bạn bấm vô đây giúp thầy. Đặt
mặc định là C, thì lần sau nó sẽ là C. Dán cái hồi nãy vô đây, dán cái thông tin hồi nãy vô đây, chấm lab 1, chấm lab 1. Cái project của mình có cái tên là lab 1. Rồi copy cái này lại. Tại sao copy? Ok, nó hỏi lưu ở đâu nè. Mình chỉ cho nó lưu. Mình chỉ vô cái thư mục mà lúc nãy mình tạo á. Đây, FPT Polytechnic. Thư mục mình tạo lúc nãy là COM108-00123 Quang Bình. Rồi, chưa vội lưu nhé. Các bạn tạo mỗi lab một project mà các bạn tạo chung trong một thư mục, thì khi các bạn biên dịch nó sẽ bị lỗi. Tại vì cái file biên dịch đó, nó biên dịch cho project này, xong tí nữa nó lại biên dịch cho project khác, thì cái đoạn code bên trong nó bị nhầm cho nên nó lỗi. Thì chúng ta tạo new một cái folder mới ở đây. Dán cái đó vào. Và tất cả những gì thuộc về lab 1 sẽ nằm trong cái thư mục nhỏ này nè. Rồi, lưu. Và cái project của dự án 1 đã được tạo. Đây. Nó ghi trên này. Project ha. COM108. Quang Bình lab 1. Đây là tên của project. Ở đây các bạn bấm Ctrl S, bởi vì cái file này nó để là main.c nhưng mà nó chưa lưu. Các bạn bấm Ctrl S nó lưu. Nó hỏi lưu tên gì. Mình lưu lab 1. Lab 1. Mình lưu là lab 1. Chỗ này main.c ha. Khi mà thầy lưu lab 1 cái là nó đổi nè. Này main.c nha. Rồi main.c. Thầy bấm lưu lab 1. Rồi, nó đổi thành lab 1.c. Được không? Và chúng ta đang sử dụng C. Cho nên đối với lại chỗ này, chúng ta có hàm main ở đây. Sau hàm main, cái này là end của main nè. End của main là cái này. Mình sẽ gõ int bài 1. Nếu như mà mình muốn làm bài 1, enter. Ví dụ đây là nội dung bài 1. Đây là nội dung bài 1. Nhớ chấm phẩy. Và bài 1 của mình bây giờ nó chưa có chạy được đâu. Ở trên này. Nội dung chương trình chính. Nội dung chương trình chính nằm ở trên này. Bây giờ thầy chạy thử nha. Nó chỉ xuất là nội dung chương trình chính. Còn bài 1 nó chưa có chạy. Mình muốn nó chạy bài 1 thì phía sau cái câu này, enter xuống, mình gọi bài 1 hoặc câu 1 tùy các bạn. Chấm phẩy. Nội dung chương trình chính đã chạy. Và nó đã chạy cái bài 1 của mình. Đây là nội dung bài 1. Mình muốn nó xuống dòng thì mình làm sao? Xịt N ở đây. Tương tự như vậy, chúng ta có nội dung bài 2. Thì chỗ này INT bài 2, mở đóng ngoặc tròn, mở ngoặc nhọn. Chú ý, cái mở ngoặc nhọn này là của hàm main, thì phải đóng của hàm main. Mở ngoặc nhọn này của bài 1, thì đóng của bài 1. Chỗ này là end của bài 1. Mở ngoặc nhọn của bài 2 thì đóng của bài 2. Chỗ này là end bài 2.
Kịp không? Và đây là nội dung của bài 2. Nội dung bài 2. Và tương tự như vậy, các bạn muốn chạy bài 2 thì phía trên hàm main các bạn gọi bài 2 thì nó sẽ chạy bài 2 cho chúng ta. Vậy bây giờ nó sẽ in ra mấy câu? 3 câu. Chương trình chính, nội dung bài 1, nội dung bài 2. Được chưa nào? Như vậy thì trong bài lab của mình có bao nhiêu bài, bao nhiêu câu thì mình làm bấy nhiêu cái chương trình con ở phía dưới. Cấu trúc dễ không? Dễ. Nội dung bao nhiêu thứ thì mình cứ bỏ hết vô đây. Những yêu cầu của bài 1. Ví dụ hôm trước mình có làm bài 1. Nhập vào họ tên, xuất ra họ tên. Ví dụ luôn nhé. Nhập vào họ tên thì những cái nội dung đó thuộc về bài 1. Thì tất tần tật những cái code liên quan đến bài 1 bạn bỏ vô đây. Và chỗ này thầy xuống dưới, thầy sẽ có 3 phần để nhập cái họ tên. Thứ nhất là họ tên sẽ được lưu ở đâu, thì cái đó chúng ta gọi là biến. Khi mình nhập họ tên, mình xuất họ tên thì cái họ tên của mình sau khi nhập nó sẽ lưu ở đâu, thì cái chỗ mà lưu đó đó thì chúng ta gọi là biến. Vậy họ tên kiểu dữ liệu là gì các bạn? Chuỗi. Ok. Ký tự là character. Và họ tên có độ dài 100 ký tự. Các bạn chưa cần hiểu chỗ này. Đối với lab 1, các bạn chưa cần hiểu. Chỉ cần gõ giống cho nó chạy cho thầy là có điểm. Gõ vậy được không? Được. Có ai lấy thấy khó không? Chỉ gõ thôi mà. C-H-A-R cách ra họ tên, mở ngoặc vuông 100, đóng ngoặc vuông, chấm phẩy. Chỗ nào cách thì cách, mà chỗ nào không cách thì đừng có cách nha. Cách ra nó lỗi á. Cái này thầy gọi là khai báo biến. Thầy xịt khai cái là gì ta? À, cái này là comment, chú thích. Bây giờ xuống dưới chúng ta sẽ nhập. Chúng ta thực hiện nhập. Nhập dùng lệnh gì? Ok, scan. Scan không có T nhé. Scan F thôi. Có nhiều bạn gõ chữ T vô nó báo lỗi. Scan nó có hai phần. Trong lệnh scan có hai thành phần. Thành phần thứ nhất, định kiểu dữ liệu. Định dạng kiểu dữ liệu. Chuỗi nó là phần trăm. S là screen. Phẩy nhập vô đâu? Nhập vô họ tên. Chấm phẩy. Nhập được chưa? Rồi bây giờ xuất. Xuất ha. Xuất dùng lệnh gì? Print. Print cái gì đây? Họ tên hai chấm cách ra. Mình muốn xuất ở đâu thì mình chỉ định cái định dạng ngay đó. Phần trăm S phẩy xuất cái gì? Xuất họ tên. Xuất họ tên chấm phẩy. Bây giờ mình đang viết trong bài 1. Khai báo biến, nhập, xuất. Nhập vào đâu? Định dạng là gì? Xuất cái gì? Định dạng là gì? Dễ hay khó? Quá dễ chứ không phải dễ.
Bởi vì đến giai đoạn này các bạn không cần hiểu, chỉ cần gõ chạy là được, là có điểm rồi. Không cần hiểu gì đây hết. Nếu bạn nào hiểu quá tốt, còn bạn nào chưa hiểu không sao, cứ gõ chạy đi là có điểm. Điểm dễ không? Đi học mà sao thầy nói dễ, thì gõ trên bảng cái mình gõ lại chạy cái có điểm ngồi. Vậy thôi. Rất đơn giản. Được không? Học dễ quá ha. Trời, nghe nhập môn lập trình mọi người, anh chị hù, học khó lắm, fail. Mà sao thầy Bình dạy sao nói dễ quá vậy trời. Rồi ok, gõ chạy là có điểm ha. Rồi chạy nha. Ủa rồi sao? Giờ làm gì? Nháy 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 đây là làm gì? Chạy chưa? À, chỗ này chú ý giúp thầy. Đây, thầy cố tình cho các bạn thấy. Đây là lệnh nhập. Cái lệnh scan này là đúng rồi. Nhưng sao? À, phải cho người ta biết, hướng dẫn, gợi ý là muốn làm cái gì. Thì chỗ này print nhập họ và tên. Chú ý chỗ này nữa nha. Nhập họ và tên. Hết sức lưu ý chỗ này. Nhập họ và tên. Để làm gì? Để người ta biết là mình đang cần nhập vào một thông tin. Đấy, nhập họ và tên. Nói là vậy, nhưng nếu mà bạn nhập Trần Quang Bình, nó chỉ nhận được gì? Nó xuất ra được gì? Nó xuất ra được Trần thôi. Đây, Trần. Còn cái chữ nội dung bài 2 là nó dính với lại cái kia. Mình phải xuống dòng. Và ở trong cái phần C thì nó chỉ nhận được một giá trị đầu tiên. Còn cái khoảng cách nó sẽ hiểu dành cho cái biến tiếp theo. Còn làm sao để mình lấy luôn được cả Trần Quang Bình thì tính sau. Tạm thời tại thời điểm này mình cứ nhập một từ là được. Không cần suy nghĩ ha. Mình chỉ cần nhập vô một từ, nó xuất ra một từ là đủ. Chỗ này nhập họ tên xuất ra, nó bị thiếu cái xuống dòng chỗ chữ xuất nè, xịt n. Và chúng ta đã có hoàn thiện một cái bài nháp đầu tiên. Bình, enter. Họ tên Bình. Và một chút xíu chỗ này các bạn phải lưu ý giúp thầy. Bây giờ các bạn nhìn đây nhé. Thầy ghi họ tên. Dễ biết không? Dễ. Bây giờ các bạn đọc giúp cho thầy chữ này. Rồi, một bạn là công an. Ok, tốt. Có ai nghĩ khác không? Có ai nghĩ khác không? Đúng rồi. Có thể là công an, có thể là cô Ngân. Vậy thì khi các bạn đặt tên biến, vui lòng giúp thầy. Ví dụ chỗ này mình muốn là cô Ngân thì mình đọc là cô Ngân. Mình muốn là công an thì mình gọi là công an. Dễ không? Như vậy nhìn vô rất là dễ đọc. Và tên biến vui lòng viết thường ký tự đầu. Tên biến vui lòng viết thường cái từ đầu. Và chỗ này họ tên thì đổi lại thành họ tên. Được chưa? Và nếu đổi trên thì nhớ đổi dưới. Nó phải cùng thì nó mới hiểu. Được chưa nào? Chỗ này để nguyên cho các bạn thấy. Được chưa nào? Công an, công an, công an. Cái nào cũng công an hết. Nhưng mà không phải, ý của người ta muốn đặt cái gì đó khác thì mình nên nhấn mạnh để cho biết. Rồi.
Đây là một cái chương trình mà chúng ta sẽ cố gắng làm đúng chuẩn theo quy định của dự án. Và chúng ta nhìn lại của mình nó sẽ có gì? Thứ nhất là thư mục FPT Polytechnic có thư mục con, com 108, số thứ tự, mã số sinh viên, tên không dấu. Và bên trong có lab 1. Và bên trong tất cả những file của chúng ta, và đây là file dễ bị lỗi nhập. Bây giờ cái này chúng ta đang làm cái project cho lab 1. Tí nữa lab 2 bạn cũng lưu ở đây luôn. Thì lab 1 nó cũng biên, cái file này là file tạm để cho nó biên dịch nè. Lab 2 nó cũng biên dịch vô đây, lab 3 cũng biên dịch vô đây, là xảy ra lỗi. Cho nên khi mà các bạn làm lab 2, tốt nhất các bạn lưu một cái folder mới. Và folder đó là lab, lab 2. Ví dụ khi các bạn làm đến lab 2, các bạn chọn new, project, console. Chỗ này lưu cho thầy chữ lab 2. Ok. Nó hỏi có lưu lab 1 không? Mình chọn cái chỗ để lưu cái lab 2. Mình Z là nó đã lưu lab 1 cho mình rồi đó. Đây. Đây là đừng có vô trong nhé. Tạo một folder mới. Lab 2. Hai cái folder song song với nhau. Và mình sẽ lưu cái này ở lab 2. Lưu Ctrl S. Nó hỏi gì? Mình ghi lab. Lab 2. Lab 2. Và process của mình đây. Lab 2. Lab 2. Và ở ngoài thư mục thì nó kêu cái gì? Lab 1. Lab 2. Đây là process mới vừa tạo. Chỉ có cái file chứa process và cái class C. Còn mình chưa biên dịch cho nên nó chưa có gì hết. Bây giờ mình vô mình biên dịch thử nào. F9. Thấy nó phát sinh mới không? Y chang. macfile.win. Bên này cũng macfile.win. Hai dự án giống nhau. Hai dự án khác nhau nhưng mà có hai file giống nhau. Cho nên nếu mà các bạn lưu chung một thư mục thì nó phát sinh lỗi. Cho nên tốt nhất mình cứ lưu mỗi project một folder riêng thì nó sẽ không bị lỗi này.